Em xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em là Minh Thành, đến từ Win Auto, có địa chỉ tại số 8 Phạm Văn Bạch của Gia Hà Nội. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu đến quý anh chị một chiếc Mercedes-Benz S400 được sản xuất và đăng ký năm 2014 ạ. Chiếc xe này thì đã được mua lại và bấm biển lại rồi, sang chủ thứ hai rồi nhé quý anh chị nhé. Đấy, biển số Hà Nội, mới bấm biển xong vào đầu năm 2022. Đầu năm 2022. Và chiếc xe này thì bên em cũng mua về từ cũng khá là lâu rồi và cũng đang xả để nhập về những chiếc xe khác mới hơn. Đấy. Và giá mới nữa. Đấy. Chiếc xe thì bên em vẫn còn giá cũ và hiện tại thì chiếc xe đã lăn bánh được hơn 4 vạn mai. Hơn 4 vạn mai nhá. Đấy. Màu trắng nội thất đen. Chất xe thì bên em cam kết đến quý anh chị là xe không lấm đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không vặt nguội nhá. Đây, bây giờ em sẽ quay qua tổng thể về phần ngoại thất cho quý anh chị xem nhá, từng chi tiết một. Đấy. Tất cả mọi thứ này, từ đèn này, mặt ca lăng này, nắp capo này đều zin hết nhá quý anh chị nhá. Đấy, đèn này. Đèn Intelligent Light này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ánh sáng này, quý anh chị nhìn thấy này, cái ánh sáng của cái đèn bi này, đèn bi led này còn rất là trong nhá, trong cái 9 năm sử dụng này, trong 9 năm sử dụng nhá, cái ánh sáng của cái đèn mạc này cũng rất là trong đấy, và nó không bị ố vàng đâu nhá quý anh chị nhá, kể cả như cái đèn giải led này, định vị ban ngày này nhá, nó cũng không bị ố vàng, đấy, cũng rất là trắng và rất là trong đấy, chủ xe người ta rất là giữ gìn. Rồi là cái phần ốp mạ mặt ca lăng đa nan này nhá, ốp mạ chrome này nhá, còn rất là sáng luôn này. Đây, rất là sáng luôn nhá. Đấy, không có một chút nào gọi là ố vàng hay là ố theo thời gian 5 tháng nhá. Đấy, chủ xe, bởi vì chủ xe có gara riêng. Đấy, có gara để xe, cho nên là không để ngoài trời nhiều. Đó, rất là đẹp. Và chủ xe đã lên độ thêm vành nhá, độ vành của Maybach rồi. Độ vành Maybach này và logo Maybach này. Đấy, một cái những cái độ rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng khá là tốn tiền, tốn kém đấy. Ở đây thì chủ xe đã thay một dàn lốp Michelin. Đấy, một dàn lốp Michelin năm đến 2021 này, còn rất là mới nhá. Trước này khi mà quý anh chị mua xe cũ ấy, thì đây nó là một cái lợi thế rất là lớn, bởi vì là quý anh chị đỡ được một khoản tiền khá là nhiều, cũng phải lên đến khoảng 20 triệu đấy ạ, một dàn lốp này đấy ạ. Đấy, nếu mà quý anh chị mua mới thì đây. Và lốp này còn rất là dày nhá, đi được khoảng 4-5 vạn km nữa thoải mái. Đấy. Cái khối động cơ của S400 này cũng rất là lớn nhá, động cơ 3.0 lít. 3.0 lít. Thì cái động cơ 3.0 này thì cộng với lại cái đếp nó hơi gọi là hơi sâu một chút thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng cũng khá là cao, nhưng mà nó cũng hợp lý. Đấy, khi quý anh chị mua chiếc xe này thì thực sự là không chắc là không còn quan tâm gì nhiều đến cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rồi. Đấy. Một theo em thấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 lít gì đó, 10 lít. Đấy. Rất là đẹp. Chiếc S400 đời 2014 và cái tầm tiền này sở hữu một chiếc mạc xe sang mạc S sang trọng thì em thấy là nó rất là hợp lý luôn rồi. Tâm tìm. Đấy. Tất cả những cái phụ kiện theo xe thì vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Rồi kể cả như là cái bộ dụng cụ y tế này, cốp điện này, cốp của mạc S thì rất là rộng rồi, rất là đẹp. Những cái phần mạ ốp chrome thì theo cái năm tháng thì nó rất là hay bị ố, mà chiếc xe này thực sự là nó rất đẹp. Đây, những cái phần ốp mạ chrome cửa này, rồi là ốp mạ mở cửa này. Đấy, rất là đẹp và rất là mới. Đấy, đây nhá. Đây, la răng này, rất là đẹp. 2021 này, đó. Rồi em quay về phần nội thất cho quý anh chị này. Nội thất đen, đồ thất đen thì cũng rất là mới luôn. Đây, cái nội thất này rất mới luôn nhá quý anh chị nhá.
đó, những cái phần ốp gỗ bóng này. Đấy, rất đẹp. Và có những cái có cả đèn viền nội thất nữa. Đấy, nhìn trong rất là sang trọng, rất là ấn tượng. Đây, đèn viền này, nội thất này, 64 màu. Đây, ghế này, theo năm tháng thì nó có một chút là nhăn thôi. Đấy, tuy nhiên thì nó còn rất là mới. Đây, cái phần ghế này là rất hay ngồi nhiều. Bởi vì là nếu mà có cái thuê lái xe thì người chủ, anh chủ là sẽ ngồi ở đây. Như thế là đây, chú nhìn đây, ghế của nó này, rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn. Trang bị cũng rất là nhiều option trên xe. Đấy, điều hòa độc lập luôn, điều hòa độc lập đây. Có màn hình giải trí phía sau, cửa gió điều hòa trục B. Đấy, rất là rất nó gọi là rất nhanh mát. Đấy, mát và mát sâu. Đấy, chìa khóa thông minh keyless go. Đấy, nhớ ba vị trí ghế này đây nhá, nhớ ba vị trí ghế này và có làm mát này, rồi là sấy ghế này. Đó, cũng có làm massage nhá. Và ở đây này, nó hay một cái nữa là nó có ngồi, khi mà kính chỉ ngồi ghế lái ấy, có thể điều chỉnh được cái ghế phụ nhá, ngồi ghế lái này. Đấy, rồi trang bị cả 13 loa Boomaster. Loa Boomaster này của dòng Mercedes này thì nó rất là hay, nghe rất là hay, rất là nổi tiếng đấy. Đấy, em chưa thấy ai ở chê mà cái loa của Mercedes này bao giờ cả. Rồi, rất là đẹp. Wow, đây phần gỗ đây, ốp gỗ này. Đấy, ốp gỗ vô lăng rất là đẹp luôn nhá. Đây nhá. Rồi là những cái đường khâu chỉ này, zin nguyên nhá. Đó, rất là đẹp. Logo này. Và vô lăng cũng được tích hợp lên rất là nhiều những cái tính phím bấm này, điều chỉnh ở trên màn hình giải trí này, à màn hình sau vô lăng này, rồi ra lệnh bằng giọng nói này. Đó, rồi đây là tăng giảm âm lượng này. Có lấy chuyển số sau vô lăng này, cần gạt mưa này, tự động auto này, rồi là lấy chuyển số này, à cái tiến lùi này. Đấy, cần gạt chuyển số ở sau vô lăng này. Rất là đẹp. Đèn auto nhé. Rất là nhiều tính năng trên xe. Ốp gỗ bóng này, rất là đẹp. Đây, đây phần êm ngựa này, ốp gỗ da, ốp da này, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, đây, nhiều tính năng. Có mẹc S, mẹc S thì sử dụng bóng hơi thì đã có cả nâng hạ gầm rồi. Đây, nâng hạ gầm này. Đây là em đang cho nâng gầm này. Khi mà cho hạ gầm xuống thì nó rất là thấp. Đó, đi trong phố thì nên đi nâng cao gầm hơn để đỡ tránh chạm gầm, kích gầm. Đó, rất đẹp. Đồng hồ này rất đẹp luôn. Màn hình rất là to nhá. Màn hình rất to, năm 2014 nhá, mà sử dụng có trang bị cái màn hình này này, rất là hay. Tuy nhiên thì nó chưa có cảm ứng thôi, chưa có cảm ứng. Thì nó sẽ sử dụng bằng cái touchpad ở dưới đây. Sử dụng rất là dễ thôi nhá quý chị nhá. Sử dụng rất là dễ. Xe cũng trang bị nước hoa Evalon này. Đấy, rất là thơm luôn. Nước hoa của Mac rất là thơm. Đây là gần phần ghế phụ này. Đấy, rất mới luôn nhá quý anh chị nhá. Rất mới. Màu đen thì nó rất là dễ lau chùi. Màu đen rất dễ lau chùi. Đây, em lại mở cái phần nắp capo lên cho chị xem này. Nó rất là đẹp luôn. Động cơ rất là lớn. Đấy. Cái động cơ này của Mẹc nhá thì nó rất là kín, dòng xe Đức xe nào cũng kín. Đấy. Và xe thì bên em mua về thì luôn luôn là sẽ mang vào hãng check trước ạ. Đấy, thì bên em mới xuống tiền. Đầu tiên là bên em đi xem xe ok, không đâm đụng gì cả này. Đấy, keo chỉ này, rồi là ốc này ok hết này. Xong rồi là bọn em sẽ đưa vào hãng để kiểm tra đường điện này, rồi là test lại một lần nữa. Đấy, xe đẹp thì bên em mới nhận về thôi. Keo chỉ zin hết nhá. Đấy, rồi là cái máy của nó rất là sáng luôn.
phần máy rất là sáng, nói chung là rất đẹp. Thực sự là một chiếc xe này, chiếc xe này rất đẹp trong 9 năm sử dụng. Cửa đóng rất là chắc. Rồi em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhé. Em có chiếc Mercedes S400 được sản xuất năm 2014 và đăng ký lần đầu năm 2014. Chiếc xe này thì đã được đăng ký lại rồi, năm biển số Hà Nội. Đấy, và đã order khoảng hơn 4 vạn mai, tương đương khoảng hơn 6 vạn km. Xe có màu ngoại thất là màu trắng và màu nội thất là màu đen. Đấy. Hiện tại em đang chào bán tại cửa hàng là loanh quanh 1,8 tỷ thôi. Và giá cả thì bên em vẫn còn thương lượng nhá. Bây giờ tầm này thì chiếc xe này bên em đang xả lỗ. Thì quý anh chị thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp với em để đưa ra một cái giá hợp lý. Đấy, bây giờ cứ hợp lý. Và bên em không lỗ nhiều là bên em cũng đã bán luôn rồi. Đấy. Rồi cuối video thì em cũng mới làm kênh thôi. Quý anh chị nào mà mới xem kênh của em thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe. Em xin kết thúc video tại đây ạ.